ជម្រាបសួរបងប្អូនតោះថ្ងៃនេះយើងមករៀនធ្វើការ៉េមទឹកប៉ែបងប្អូននេះយើងមានទឹកប៉ែកន្លះគីឡូបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ទិះដូងហ្នឹងគឺមានខ្ទិះចុងហើយខ្ទិះដើមហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យគេកិនចូលគ្នាយកទឹកមួយលីត្រដោះគោខាប់មកកំប៉ុងហើយញ៉េបងប្អូនយើងមានបីមុខហ្នឹងតោះឥឡូវនេះខ្ញុំយកខ្ទិះដូងទៅរំងាស់វាអានេះយើងចាក់វាចូលឆ្នាំងមកបងប្អូនដើម្បីរំងាស់វាចូលបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំអេដអំបិល ឲ្យវាផ្អែមមុតហើយដាក់ស្ករសចូលចាក់ស្ករសមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ដើមរងាស់វាបងប្អូនយើងចាប់ដើមរងាស់វាមកហើយមានអានេះគឺម្សៅឆាតិចតិចខ្ញុំនឹងដាក់វាចូលឥឡូវនេះខ្ទិះដូងខ្ញុំបានពុះហើយបងប្អូនឃើញទេយើងចាប់ដើមកូរវាអញ្ចឹងមកយើងកូរវាហើយខ្ញុំក៏បន្តចាក់ទឹកដោះគោខាប់មួយកំប៉ុងនឹងចូលទៅបងប្អូនហើយរសជាតិ ផ្អែមផ្អែមខ្លាំងអីបងទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមកូរវាហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ម្សៅឆានឹងចូលដើម្បីឲ្យវារៀងខាប់បន្តិចហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកូរវាអញ្ចឹងបងប្អូនបងមិនកូរខ្លាចវាពុះទៅហៀរយើងចាប់ផ្ដើមកូរកូររហូតតពុះហើយរៀងខាប់ហើយនេះពុះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បិទភ្លើងខ្ទិះដូងខ្ញុំបានឆ្អិនហើយបងប្អូនអ្នកឃើញទេខាប់មកល្មមបងប្អូនដូងហ
tới hay dân cô vì ôi châu chia là bay từ muối bông bồn nghe cái nhé dân chập đàm cô vì chân máu cái nhé ôi vì châu chân chia là bay từ muối chân máu hay dân tục vì chào ôi vì tịch chia chăm dân trọ vì châu không còn thắng ấy bông bồn nè chân cả đàn tập bay rồi bật nhóm ban rủi ro hai bông bồn hay vì tịch chia hai mình tịch tiệt nãy nhóm chập đàm trọ vì đã châu thắng ấy bông bồn dân tình còn thắng nè dân tình còn thắng cả rải mà dân từ xa dân từ tình cồn thằng cả rải rạp kia tới à thằng về sầm rạp chợ cả rải nữa dân giờ má hay dân chập đam chợ vì chợ chẳng có bông bồ này dân miền chi là mùi chân tới vì xưa chợ vì có màu dân bò bả dân chợ vì chân má hay dân chập đam tròn vì chia đại chợ chia cồn thằng tu đây kia luôn nập xa chân bông bồ thế nhỉ dân tròn và to tròn vì chân má hay và to má dân do vì tự đạn nơi nông tu tự cọ đầm bay ở việc cọ bằng bọn khai chiết cái rải tập bay rồi chiết đã chăng anh ấy bằng bọn cái nhé và toàn cho vì chân ao máu rồi đo hái nè cái rải rồi bọc những bánh trọ hái ao hái bằng bọn khai nhát nè cái nhé là vậy vì rồi chiết với mình chăn cái lụa để bằng bọn chăng anh mỏ bằng bọn vậy tới thơ tức tí không ai khắp bị bằng bọn mà là mồm nè lấy dùng chập đam đã châu tu tự cọ hái cái rải khi những bánh cọ hái bằng bọn khai nhát bùi máu cỏi máu nè chân vì tao khi mình tập bản năng để complete tam tam vì tao khi mình cài tiếp nè bye bye.